Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với môn thể dục lớp 8 với một nội dung mới, đó là nội dung nhảy cao. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về lịch sử hình thành của môn nhảy cao. Nhảy cao là một trong những nội dung thi đấu của bộ môn điền kinh. Đối với môn nhảy cao, các vận động viên khi thi đấu phải nhảy qua một thanh xà ở một độ cao nhất định nào đó mà không có bất cứ sự hỗ trợ hay bất kỳ dụng cụ nào. Sự ra đời của môn nhảy cao có nét tương đồng khá giống với môn nhảy sào. Nhảy cao được phát hiện vào những năm 1800. Đến năm 1866, bộ môn này mới được tổ chức thi đấu lần đầu tiên tại Anh. Và 10 năm sau đó, nhảy cao thật sự phát triển rộng rãi và trở thành một môn thể thao không thể thiếu trên thế giới. Ở Việt Nam, nhảy cao cũng được đưa vào trong giảng dạy tại các trường trung học phổ thông và đại học. Chúng ta đến với luật thi đấu của môn nhảy cao. Cũng giống như luật thi đấu của môn nhảy xa, khi mới bắt đầu, các vận động viên có thể được nhảy khởi động để làm quen với đường chạy và cũng như là đo đà. Trước khi vào thi, ban trọng tài sẽ thống nhất để thông báo cho vận động viên về mức xà khởi đầu và mức nâng xà sau mỗi lượt nhảy. Mức nâng xà chỉ dừng lại khi chỉ còn một vận động viên và là người thắng cuộc. Khi chưa tìm ra được người cuối cùng thắng cuộc thì mức nâng xà thấp nhất cho mỗi lần nâng sẽ là 2 cm. Mỗi lần nâng xà thì mức nâng xà là như nhau. Khi chỉ còn một vận động viên cuối cùng thì mức nâng sẽ là mức cao kỷ lục thế giới ở thời điểm đó. Và mức nâng sẽ phụ thuộc vào quyết định của vận động viên đó. Thời điểm một vận động viên đang thực hiện phần thi của mình thì các vận động viên khác không được ở khu vực thi. Từ thời điểm trọng tài gọi tên vận động viên cho tới khi vận động viên đó thực hiện phần thi, thời gian tối đa là 1 phút. Mức xà bắt đầu nhảy của một vận động viên sẽ do người đó quyết định hoặc do tổ trọng tài đề xuất. Trong luật thi đấu nhảy cao có quy định, vận động viên nhảy ổng 3 lần liên tiếp ở một mức xà bất kỳ thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Khi giảm nhảy, các vận động viên chỉ được phép giảm nhảy bằng một chân. Mức xà mới sẽ cần được các trọng tài đo lại trước khi vận động viên thực hiện phần thi của mình. Trong trường hợp các vận động viên có thành tích bằng nhau, thì vận động viên đạt thành tích cao hơn sẽ là người vượt qua mức xà cao nhất với ít lần nhảy nhất. Trong trường hợp hai vận động viên vẫn bằng thành tích, thì ai là người nhảy hỏng ít hơn sẽ là người xếp cao hơn. Nếu như hai phương án trên vẫn không phân định được, thì các vận động viên sẽ nhảy thêm một lần nữa với mức xà cao hơn. Ai nhảy qua sẽ xếp cao hơn. Nếu cả hai đều không nhảy qua, sẽ hạ chiều cao xuống và làm tương tự cho đến khi tìm được người chiến thắng. Mỗi lần hạ xà sẽ là 2 cm. Thầy sẽ giới thiệu với các em kỷ lục nhảy cao của Việt Nam. Kỷ lục nhảy cao nam Việt Nam hiện nay là 2m25, được xác lập bởi vận động viên Nguyễn Di Bằng tại giải các ngôi sao châu Á năm 2004. Kỷ lục nhảy cao nữ Việt Nam là Bùi Thị Nhung tại giải Điền Kinh Thái Lan mở rộng vào năm 2005. Bùi Thị Nhung đã vượt qua mức xà là 1m94 và là mức xà kỷ lục của nữ cao nhất cho đến thời điểm hiện nay. Đây là hình ảnh của vận động viên Nguyễn Di Bằng. Và đây là hình ảnh của vận động viên Nguyễn Thị Nhung. Sau đây, thầy xin giới thiệu với các em một số kỹ thuật nhảy cao. Chúng ta có kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng, kỹ thuật nhảy cao kiểu úp bụng, kỹ thuật nhảy cao kiểu lưng qua xà. Thì hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Về kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua, chúng ta bao gồm 4 giai đoạn. Chúng ta có giai đoạn chạy đà, giai đoạn dậm nhảy, giai đoạn trên không và giai đoạn tiếp đất. Đầu tiên, chúng ta phải xác định được chân dậm nhảy của mình. Chân dậm nhảy thường là trung thượng của mình. Tiếp theo, các em phải xác định được điểm dậm nhảy. Muốn xác định được điểm dậm nhảy thì các em phải làm như sau. Các em đứng ngay vị trí cột dậm nhảy, đo ra một cánh tay, sau đó đánh dấu vị trí để xác định vị trí dậm nhảy. Khi đo đà, các em lưu ý một bước đà bằng 2 bước đi bình thường của các em. Nếu bạn nào dậm nhảy bằng chân trái thì đứng phía bên phải và ngược lại. Dậm nhảy bằng chân phải thì đứng phía bên trái. Góc độ chạy đà là 30 đến 40 độ. Chúng ta đến với giai đoạn chạy đà. Khi chạy đà, các em cần thực hiện động tác đo đà, xác định các bước chạy đà và ở 3 bước đà cuối cùng thì các em cần tăng tốc độ của từng bước chạy bằng cách đạp về phía sau kết hợp với nâng thân, sau đó tiếp tục duy trì tốc độ này cho đến khi thực hiện động tác dậm nhảy. Chúng ta đến với giai đoạn dậm nhảy.
Bàn chân dậm nhảy ở những bước đạp cuối cùng của các em, chạm đất bằng gót bàn chân, rồi sau đó nhanh chóng di chuyển sang cả hai bàn chân. Khi thực hiện động tác dậm nhảy, thì các em hơi chùng gối xuống để tạo thế co cơ khi dậm nhảy. Dùng sức lực của chân đạp thật mạnh xuống đất để lấy đà bật người lên cao, đồng thời đá chân lên thật mạnh từ phía sau lên phía trước, hai tay đánh từ sau ra trước và lên cao, hướng khuỷu tay sang hai bên và dừng lại ở độ cao ngang vai giúp tạo lực nâng cơ thể lên cao. Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với môn thể dục lớp 8 với một nội dung mới, đó là nội dung nhảy cao. Sau đây thầy xin mời tất cả các em bắt đầu buổi học ngày hôm nay. Đây là toàn bộ quá trình thực hiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. Các em chú ý quan sát thực hiện động tác. Đầu tiên là chạy đà, thứ hai là dậm nhảy, thứ ba là trên không, thứ tư là tiếp đất. Chúng ta có một số bài tập bổ trợ như sau. Bài tập thứ nhất, tại chỗ nâng cao đùi 10 giây. Bài tập thứ hai, bật cao tại chỗ. Bài tập thứ ba, bật nhảy cao gối chạm ngực. Bài tập thứ tư, lò cò một chân 10m. Bài tập thứ năm, chạy đà chính diện, duỗi chân lăn qua xà thấp. Bài tập thứ sáu, chạy đà chính diện, co chân lăn qua xà thấp. Thì với mỗi bài tập này, các em sẽ tập từ 3 lần đến 5 lần cho mỗi bài tập. Đến đây thì bài học của chúng ta đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các em đã chú ý lắng nghe. Thầy xin chào tất cả các em.